Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. F0 xuất viện ở thành phố Hồ Chí Minh kỷ lục. 5.196 người tại các bệnh viện COVID-19 xuất viện hôm 7 tháng 9, nhiều nhất trong ngày từ trước đến nay, nâng tổng số điều trị khỏi trong năm lên 133.592, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật. Thời gian qua, trung bình mỗi ngày có 2.000 đến 3.000 người xuất viện, riêng hôm 28 tháng 7 có 4.678 người và mùng 3 tháng 9 là 4.172 người. Trong số người xuất viện, rất nhiều trường hợp từng rơi vào tình trạng nặng nguy kịch, tưởng khó qua khỏi. Nâng công suất hiệu quả điều trị tại các bệnh viện là một trong hai mũi chiến lược tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Mũi điều trị còn lại là tăng cường cách ly, theo dõi F0 tại nhà. Họp báo chiều mùng 7 tháng 9, Phó Ban chỉ đạo chống dịch thành phố Hồ Chí Minh Phạm Đức Hải cho biết, chiến lược tập trung hơn cho công tác điều trị ở tuyến cơ sở, tăng cường chăm sóc F0 tại nhà, giúp điều trị kịp thời các F0 mới phát hiện, giảm tỷ lệ chuyển nặng và tử vong. Chiến lược này đã giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung và các bệnh viện dã chiến, đồng thời giúp giảm sang chấn tâm lý cho người bệnh, góp phần nhanh chóng hồi phục và xuất viện. Tại bệnh viện hồi sức COVID-19, đơn vị tuyến cuối tiếp nhận F0 nặng, nguy kịch do bệnh viện Chợ Rẫy phụ trách, sau 55 ngày hoạt động đã có 496 bệnh nhân xuất viện, 749 người chuyển viện, 2.091 bệnh nhân chuyển độ nặng sang mức độ nhẹ hơn. Tính đến nay, bệnh viện tiếp nhận hơn 2.600 F0, số giường có bệnh nhân hàng ngày khoảng 700, trong đó khoảng 400 bệnh nhân nặng. Tiếp Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên sáng mùng 8 tháng 9, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, kiêm giám đốc bệnh viện hồi sức COVID-19 cho biết, đơn vị đã triển khai phòng mổ cấp cứu ngay tại bệnh viện, chú trọng điều trị tâm lý và vật lý trị liệu sau COVID-19 cho bệnh nhân, giúp tăng hiệu quả điều trị. Bệnh viện cũng chú trọng dinh dưỡng, thực hiện 100% suất ăn bệnh lý cho F0. Bệnh viện cũng hỗ trợ tuyến dưới như lập các nhóm trực tuyến trao đổi chuyên môn, cử bác sĩ hồi sức xuống nắm tình hình. Chiến thuật này vừa giúp tuyến dưới tăng năng lực điều trị để bệnh nhân mau hồi phục, vừa kịp thời phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu chuyển nặng để chuyển viện, can thiệp sớm, tránh nguy cơ diễn tiến nguy kịch. Khi một số ca thoát khỏi tình trạng nguy hiểm mà tầng dưới có thể chăm sóc điều trị, thì bệnh viện chuyển xuống để nhường giường cho bệnh nhân nguy kịch khác. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao nỗ lực của bệnh viện hồi sức COVID-19 với những kết quả lớn sau chặng đường gian khó chiến đấu với dịch bệnh gay go và khốc liệt. Hiện, số lượng bệnh nhân tiếp nhận tại bệnh viện đã giảm 30%, số tử vong giảm gần 50%. Đây là một con số đáng trân trọng. Tại các bệnh viện dã chiến, số xuất viện thời gian qua cũng tăng cao. Bệnh viện dã chiến số 12 do Bệnh viện Gia Liễu TP.HCM phụ trách, tính từ khi hoạt động đến ngày 8 tháng 8, đã cho xuất viện khoảng 5.300 người. Ngày 7 tháng 9, nơi này xuất viện 360 người. Trước đây, số xuất viện khoảng 1-200 người một ngày. Bác sĩ Phạm Đăng Trọng Tường, Giám đốc Bệnh viện dã chiến số 12 cho biết, hôm nay hơn 360 người xuất viện, bệnh viện này được chuyển đổi từ khu tái định cư Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, tiếp nhận bệnh nhân từ ngày 21 tháng 7 với khoảng 7.300 ca, hiện đang điều trị hơn 1.800 bệnh nhân. Xác định oxy là vấn đề sống còn khi bệnh nhân khó thở, nơi này đã nâng dần số họng oxy. Đến ngày 23 tháng 8, bệnh viện lắp bồn oxy để đảm bảo nhu cầu oxy, góp phần cứu sống thêm nhiều bệnh nhân. Nhiều F0 trở nặng rất nhanh, y bác sĩ phải thay đổi chiến lược đánh chặn từ xa, tăng cường phối hợp nhiều biện pháp để phát hiện xử trí sớm, tránh để bệnh nhân diễn tiến nặng, bác sĩ Tường nói. Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam, thời gian qua việc áp dụng ứng dụng quản lý thông tin giường bệnh và oxy cho bệnh nhân COVID-19 trong hệ thống 3 tầng điều trị cũng góp phần giúp các cơ sở đã kịp thời điều chuyển bệnh nhân, không để ùn ứ, nâng cao năng lực điều trị giữa các tầng. Chủ trương được ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đặt ra gần đây là tăng xuất viện người khỏi bệnh, tăng chuyển viện người bị nặng để luôn có sẵn giường chống cho F0 từ tầng 1 chuyển đến khi cần, giảm tử vong. Các bệnh viện thuộc tầng 2 tăng cường chuyển bệnh 2 chiều, tiếp nhận các F0 có bệnh lý nền hoặc cần thở oxy. Theo ông Nam, thành phố đã mua thêm bình oxy để trang bị cho các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện dã chiến. Sau khi tiếp nhận, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ phân bổ về cho các quận huyện, tăng cường bố trí ở các trạm y tế lưu động. Các bệnh viện quận huyện, bệnh viện dã chiến đã được trang bị các bồn oxy lỏng, oxy cao áp khối lượng 5-10 tấn, thay cho bồn 1 tấn trước đây. Các trung tâm hồi sức tuyến cuối do các bệnh viện lớn tuyến trung ương phụ trách cũng đã được trang bị bình có khối lượng 20 tấn. Bên cạnh đó, lực lượng quân đội cũng đã thành lập một cơ sở sản xuất oxy để cung ứng oxy miễn phí cho các bệnh viện đã và đang hoạt động rất hiệu quả. Các đơn vị cung ứng oxy lỏng cũng đang đáp ứng tương đối đầy đủ nguồn oxy cho thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 8 tháng 9, các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị 42.029 bệnh nhân, trong đó có 3.052 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.808 bệnh nhân nặng. Hôm qua, thành phố ghi nhận 253 trường hợp tử vong.
Ngày 8 tháng 9, thêm 12.680 ca COVID-19, 13.937 trường hợp khỏi bệnh. Tối ngày 8 tháng 9, Bộ Y tế cho biết trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 12.680 ca nhiễm mới với 17 người nhập cảnh và 12.663 ca trong nước. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh 7.308, Bình Dương 3.172, Đồng Nai 814, Long An 372, Tiền Giang 171, Cần Thơ 83, Đồng Tháp 62, Bình Phước 61, Quảng Bình 53, Tây Ninh 52, Khánh Hòa 48, An Giang 46, Kiên Giang 43, Nghệ An 42, Bà Rịa Vũng Tàu 42, Hà Nội 40, Đà Nẵng 30, Đắk Nông 28, Bình Định 27, Bình Thuận 26, Đắk Lắk 24, Phú Yên 19, Quảng Ngãi 19, Bạc Liêu 18, Sóc Trăng 13, Trà Vinh 11, Thừa Thiên Huế 9, Bến Tre 6, Bắc Ninh 5, Cà Mau 5, Gia Lai 3, Quảng Nam 2, Ninh Thuận 2, Sơn La 2, Thái Bình 1, Hưng Yên 1, Hà Tĩnh 1, Lạng Sơn 1, Hậu Giang 1. Như vậy trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 1.530 ca. Tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 2 ca, Bình Dương giảm 794 ca, Đồng Nai giảm 131 ca, Long An giảm 118 ca, Tiền Giang giảm 12 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua 12.862. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 563.676 ca nhiễm, đứng thứ 50 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 158 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 559.346 ca, trong đó có 322.873 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện có 9 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc và 8 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày. Thái Bình, Hải Phòng, Phú Thọ, Kon Tum, Hà Nam, Hải Dương, Quảng Ninh, Lào Cai. 5 thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 273.154, Bình Dương 141.765, Đồng Nai 31.179, Long An 26.804, Tiền Giang 11.159. Trong ngày có thêm 13.937 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 325.647. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 13.855.509 mẫu cho 40.898.357 lượt người. Ngày 7 tháng 9 có 771.937 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 23.577.917 liều, trong đó tiêm một mũi là 19.809.234 liều, tiêm hai mũi là 3.768.683 liều. Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên toàn quốc, trong đó xác định thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt. Các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội thần tốc xét nghiệm cho toàn bộ người dân để phát hiện sớm nguồn lây, nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hạn chế phong tỏa trên phạm vi rộng và thực hiện tốt việc chăm sóc điều trị người nhiễm COVID-19. Bộ này cũng phê duyệt đề án tăng cường khả năng cung ứng, sử dụng oxy y tế cho các sở điều trị bệnh nhân COVID-19, nhằm chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kết nối chặt chẽ cung cầu để khai thác và sử dụng có hiệu quả tối đa các nguồn lực sản xuất oxy y tế trong nước, chuẩn bị cơ sở hạ tầng oxy y tế để điều trị bệnh nhân COVID-19 theo các kịch bản diễn biến dịch bệnh với phương châm 4 tại chỗ, tích cực chuẩn bị, rà soát cơ sở vật chất, sẵn sàng cho phương án 1.000 giường hồi sức tích cực tại tỉnh Hà Nam. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục xét nghiệm nhanh, miễn phí cho đội ngũ giao hàng công nghệ tại hơn 400 trạm y tế lưu động đến ngày 15 tháng 9, nhằm tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân trong thời gian thành phố thực hiện ai ở đâu ở yên đó. Tại Hà Nội đã thực hiện xét nghiệm 817.765 mẫu, đạt 81,78% kế hoạch từ 1 đến 7 tháng 9, lấy mẫu diện rộng đợt 3, trong đó 685.519 mẫu đã có kết quả. Còn lại 132.246 mẫu chưa có kết quả. Tỉnh Đồng Nai đang triển khai thành lập trạm y tế lưu động trước ngày 15 tháng 9. Trung tâm y tế các huyện xây dựng, thiết lập các trạm y tế lưu động trên Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt, làm đầu mối triển khai tổ chức các trạm y tế lưu động, tổ chức tập huấn chương trình chuyên môn cho trạm y tế lưu động. Thanh Hóa tiếp tục áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, theo chỉ thị 16 trong vòng 7 ngày, kể từ 12 giờ ngày 8 tháng 9.